Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Khoa sẽ đưa các bạn đi khảo sát một cái siêu phẩm ở khu vực là đường Trung Đoàn, đúng không ạ? Thì khu vực này thì quy hoạch toàn bộ là đất ở rồi. Thì hiện tại đây, như các bạn có thể nhìn thấy trong cái video, thì khu vực này đã có những cái phân lô nhất định, đúng không ạ? Bên trên khu vực biệt thự thì họ phân lô là 500, còn bên dưới cũng như khu vực nhỏ này thì họ phân lô nhỏ hơn. Thì cái miếng đất siêu phẩm mà Khoa đang muốn nói ở đây thì thực sự là tại sao Khoa nói nó siêu phẩm, thực tế nhất đây là gì? Nó là hai mặt tiền. Một mặt tiền là như các bạn có thể nhìn thấy trong cái hình ở đây, đó chính là cái mặt tiền là cái đường thực tế. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Là nó có một cái đường bên hông nữa là đi vào cái khu phân lô ở bên trong. Thì cái miếng đất này rất là hay, cái là gì, các bạn có thể là tách ra làm hai miếng 500, đúng không ạ? Thì có thể là gì ạ? Là một miếng để mà bán, một miếng để chúng ta cất nhà thì cũng rất là ok. Ok, nếu như các bạn thấy cái khu vực Trung Đoàn này, đúng không ạ, mà có tiềm năng đầu tư, vì thực sự Khoa muốn nói là gì, miếng đất ở khu vực này rất rẻ, thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0912746538. Xin chào và hẹn gặp lại.